mình là tia vành đây cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi các video của mình làm vừa qua video ngày hôm nay tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, những cái video à, làm về những cái à, thủ thuật à, trên cấp cút cũng như là dành cho những bạn nào yêu mến à, cái cách mà làm kỹ xảo điện ảnh à, trên chính chiếc điện thoại của chúng ta luôn OK thì mình sẽ chia sẻ trên cái phần mềm CapCut à, tiện ích của nó như các bạn cũng đã biết à, vừa nhanh vừa lẹ, à, chúng ta có thể vừa quay video xong là chúng ta có thể edit luôn rất là tiện dụng. À, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha cái cách mà các bạn làm đoạn video giống như ở đầu video mình đã chia sẻ cho các bạn. À, bây giờ thì các bạn hãy cùng mình theo dõi. À, OK các bạn, à, thì sau khi mình quay đoạn video rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm CapCut ở trên chính điện thoại của chúng ta. Mình sẽ lấy đoạn video vào à, Và các bạn hãy xem cái cách mình quay cái đoạn video này Rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mình edit Thì mình sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn Thì à, đầu tiên các bạn hãy quay một cái đoạn video Một cái người đi và quăng cái áo như thế này Và sau đó quay lại ở cái vị trí cái áo gớt đó các bạn Thì người đó sẽ mặc cái áo vào ha, Mặc tại cái vị trí cái áo gớt nha các bạn Rồi sau đó thì à, người này sẽ đi ngược về hướng camera ha rồi đó là tổng thể nội dung của cái đoạn video mà chúng ta quay rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành edit nó ok đầu tiên để edit nó các bạn hãy tắt đi cái âm thanh gốc cho mình bằng cách là các bạn nhấn vào cái chuông tắt âm thanh sau đó các bạn hãy làm cho đoạn video này chậm lại bằng cách các bạn vô chế độ là bình thường là các bạn kéo nó về 0.5 cho mình và các bạn nhấu tiếp các bạn chọn rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt video nè các bạn Thì đầu tiên các bạn hãy gà cái đoạn video này cho cái người này đi khuất hết cái màn hình đi các bạn Rồi mình sẽ tách một cái đoạn video này ra bằng cách là các bạn vào cái kéo nè Rồi các bạn chọn tách Sau đó các bạn hãy gà cái đoạn video này để mình cắt đoạn video thừa Là khi mà chúng ta quay lại mặt cái áo á Thì mình sẽ kéo đoạn video Rồi mình sẽ kéo rồi các bạn thấy đây, đây là cái đoạn video à, Tới đây thì mình sẽ tách nó ra Bằng cách là cái người này đang chuẩn bị đứng lên đó Thì mình sẽ tách đoạn này Và cái đoạn giữa mặc áo nè Thì mình sẽ xóa đi Tại vì cái đó là không cần thiết, mình sẽ xóa bỏ Rồi như vậy là chúng ta có hai đoạn video như thế này nè các bạn Các bạn xem nè Rồi Như vậy là chúng ta đã tách được đoạn video Nhưng mà chưa đúng với cái mục đích của chúng ta À, là chúng ta cho hai người cùng lúc xuất hiện ở trên video như vậy muốn làm được điều đó thì các bạn hãy đem cái đoạn video ở phía sau xuống dưới cho mình bằng cách nhấp vào đoạn video và các bạn hãy chọn cho mình cái mục là lớp phủ thì đoạn video đã được đem xuống các bạn hãy kéo đoạn video này về phía trước trước khi kéo về phía trước thì các bạn hãy coi đoạn video trước này nè cái khúc mà cái áo gớt đó các bạn mình sẽ xem nha rồi cái áo gớt thì các bạn hãy cho cái áo hỏng mặt đất như thế này các bạn cắt nha các bạn đừng để cho cái áo gớt xuống đất luôn thì nó sẽ không hay rồi tiếp theo các bạn hãy kéo đoạn video này tới ngay chỗ vị trí này các bạn kéo một chút xíu nữa rồi như thế thì chúng ta sẽ có đoạn video như thế này nhưng mà nó cũng chưa có đáp ứng được cái mục đích của chúng ta là có hai người cùng lúc xuất hiện trên cái đoạn video này thì muốn làm được điều đó thì các bạn hãy nhấn vào đoạn video dưới này cho mình và các bạn hãy chọn cái một mặt nạ. Các bạn hãy kéo qua nha. Kéo thành dưới này này, đây là cái một mặt nạ các bạn hãy nhấp vào và các bạn chọn ở chỗ tách. Ở đây nó hiện lên một cái thanh màu vàng để chúng ta phân chia cái hình ảnh ra. Các bạn dùng hai ngón tay các bạn điều chỉnh cái thanh màu vàng này cho mình. Đó, như thế này và các bạn hãy kéo qua để chia cái khung hình ra các bạn. Rồi, tạm thời như thế này ha rồi như vậy là nó đã đáp ứng được cho chúng ta nè các bạn thấy nè hai người đã xuất hiện cùng lúc nè nó các bạn thấy không rồi như vậy là chúng ta chỉ cần canh tới đây và các bỏ những đoạn video thừa ở phía sau mình sẽ tách đoạn này ra xóa đoạn trên nó còn dư khúc nào mình tách ra các bạn rồi ok và việc còn lại là chúng ta sẽ cho cái hiệu ứng khi mà cái áo này nó gớt xuống các bạn bằng cách các bạn hãy nhấp vào đoạn video dưới này và các bạn hãy chọn cho mình cái mục là hiệu ứng đây hiệu ứng đây các bạn muốn chọn hiệu ứng cơ thể rồi các bạn hãy chọn cho mình một cái hiệu ứng nha rồi mình sẽ chọn cái hiệu ứng này đi rồi các bạn nhìn xem ok và bây giờ tiếp theo là các bạn hãy cho âm thanh vào trong video thì các bạn hãy vào cái mục âm thanh và các bạn hãy chọn cho mình cái âm thanh các bạn muốn chọn âm thanh nào phù hợp với video các bạn thì các bạn chọn ha Ok các bạn sau khi chúng ta chọn âm thanh rồi cho cái video nó phù hợp rồi thì chúng ta hãy xuất video ra bằng cách là các bạn hãy nhấp vào mũi tên rồi bây giờ là đoạn video đang được xuất ra và các bạn hãy xem lại cái thành quả mà chúng ta nãy giờ đã edit đoạn video này nha Ok các bạn thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta xử lý những cái công cụ ở trên CapCut Để tạo nên những cái kỹ xảo hình ảnh à, trên video mà các bạn đã quay được à, Thì đó là những gì mà Tiêu Bình muốn chia sẻ cho các bạn có những cái đam mê về làm kỹ xảo điện ảnh Một cách nhanh nhất trên chính chiếc điện thoại của chúng ta Không mất quá nhiều thời gian Bây giờ video mình xin tạm dừng tại đây Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo Xin chào, bye bye các bạn